Phan Dị xin kính chào quý khán thính giả của VanTV 55.2 Houston và kính mời quý vị theo dõi chương trình The Phan Dị Show. Thưa quý khán thính giả, trong chương trình kỳ trước với giáo sư Đặng Phụng Quân, chúng tôi đã có đề cập đến vấn đề tội và ác hay là tội ác. Thì trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tội ác trên một cái bình diện rất là triết lý. Tuy nhiên, từ tuần trước cho đến tuần nay, chúng ta cũng nhận thấy trong xã hội đã có những cái vụ xảy ra mà thật sự đúng là không biết đâu ai là đúng ai sai, tội ác như thế nào. Thí dụ như là vụ một người cha đã bị mất quyền để giữ con và đã mang súng cũng như là mang bom đến tấn công cái trụ sở tổng hành dinh của cảnh sát tại Dallas, rất là gần của chúng ta, cũng như là hai người tù này phải nói, theo như là tin tức cho biết, hai người tù này là hai người tù giết người một cách rất là tiếng Mỹ gọi là cold blood, hay tiếng Việt Nam mình nói là giết người không thương tiếc, thì cũng vừa được một cái người làm việc ở trong tù đó giúp để thoát ra khỏi tù và trốn tránh cho đến bây giờ vẫn chưa kiếm được. Thưa quý khán thính giả, chúng ta sống ở trong một cái xã hội có thể gọi là rất là tự do và luật thượng tôn luật pháp. Mỗi người của chúng ta được bảo vệ bằng luật pháp, được sống ở trên một cái sân xứ có thể gọi là giàu nhất thế giới, dư ăn dư mặc. Vậy mà tại sao tội ác vẫn xảy ra thường ngày? Vậy thì cái nguyên do của tội ác nó đến đâu? Và chúng ta phải xét, phân tách và nhận xét tội ác từ đâu và ra, và thế nào thì có tội và thế nào là ác. Thưa quý vị, Phan Dị rất là may mắn có vị giáo sư triết học của Phan Dị từ năm nào ở Văn Khoa, tức là giáo sư Đặng Phụng Quân, cho nên vấn đề được rất là đào sâu. Nhưng hôm nay chắc chắn Phan Dị sẽ hỏi giáo sư về những cái phương diện rất là gần gũi với chúng ta hàng ngày. Trước hết thì xin chào giáo sư và xin giáo sư gửi lời chào đến quý khán thính giả của chúng ta. Chào cô Phan Dị, kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VanTV 55.2. Tiếp tục cái câu chuyện của chúng tôi kỳ trước, thì với những cái sự kiện mà xảy ra như cô Phan Dị vừa nói đó, thì ắt hẳn là chúng ta sẽ thấy rõ ràng hai vấn đề. Thứ nhất, kể những cái xung đột hiện nay mà thường ở trong xã hội Mỹ đang xảy ra đó, thì chúng ta thấy điều thứ nhất đó là nói đến cái tương quan giữa cảnh sát và người dân. Nhưng đặc biệt ở đây, tất cả những vụ mà nói cho đến ngày nay và có thể nói rằng giới báo chí truyền thông đều chú trọng đến một cái vấn đề, đó là vấn đề màu da. Có lẽ là một người cảnh sát với một người da trắng, hoặc là với một người thuộc cái dân tộc thiểu số, kể cả da vàng hay là những người Âu Châu, thì không thành vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là rõ ràng là xảy ra giữa cảnh sát và người da đen. Thì tất cả những cái sự kiện xảy ra và có thể là đã đưa ra trước công luận, đưa ra trước tòa án đó, cho đến nay tôi nghĩ rằng thì là kể cả những quan tòa, công tố viên rồi luật sư này nọ đứng trước nhiều cái vấn đề gọi là những vấn đề nan giải, chứ không phải là có thể giải quyết được ngay. Thì cái tình hình đó, nếu mà xét về mặt xã hội học và tâm lý học, đó cũng là một khía cạnh của vấn đề. Nhưng đứng ở trên bình diện triết học đó, thì chúng ta có thể thấy rằng cái vấn đề phải giải quyết trên một cái bình diện rộng lớn hơn. Nói một cách khác đi, cái quan hệ mà giữa cảnh sát với người dân đó, thì chúng ta thấy đặt cái vấn đề gì? Kể cả ngày nay đang đặt cái vấn đề là cảnh sát lại được giao cho những cái loại vũ khí mà dùng cho quân đội, có nghĩa là vũ khí nặng, thí dụ như xe bọc thép rồi những cái loại súng ống mà dùng ngoài chiến trường. Thì cái đó nó biểu tượng cho cái gì? Cái đó nó biểu tượng cho quyền lực. Rồi cái quan hệ giữa cảnh sát và nạn nhân đấy, thì thấy rõ rệt đó là vấn đề về màu da. Thật sự ra nếu mà chỉ xét đến những cái vấn đề hàng ngày như vậy, e rằng tranh luận
đến không mãi bao giờ đến mãi không xong, không bao giờ giải quyết xong. Nhưng nếu chúng ta nhìn ở dưới cái khía cạnh tư tưởng đó thì chúng ta thấy rằng như vậy cái vấn đề này nó xảy ra, thứ nhất đó là cái quan hệ về quyền lực, và quyền lực không phải là một vấn đề nhỏ, đó là một vấn đề triết lý lớn. Rồi thứ hai nữa là những cái sự xung đột đó, các xung đột mà đã nói đến đổ máu, đến vũ khí thì đó là một cuộc chiến tranh không hơn không kém. Do đó để nhìn cái vấn đề đó mà có thể rằng thảo luận ở trên một cái bình diện mà có thể nói rằng nhìn rõ vấn đề hơn, mặc dù là nó tổng quát thật đấy, nhưng nói tóm lại con người với con người thì cũng vẫn chỉ có một cái vấn đề là làm thế nào để tìm đến cái nguyên ủy của nó, hay nhìn đến cái bản chất của sự việc nó như thế nào. Dạ vâng, thưa giáo sư, đúng như vậy. Chúng ta có thể bàn thảo, chúng ta có thể gọi là bandit fix, tức là mình có thể có những cái phương pháp để giải quyết vấn đề một cách tạm bợ. Nhưng như giáo sư đã nói đó, là nếu muốn giải quyết vấn đề tận gốc mà có lẽ cũng chẳng bao giờ chúng ta giải quyết được hoàn toàn. Nhưng mà nếu chúng ta đi tìm những cái nguồn gốc sâu xa để mà giải quyết thì có lẽ cái vấn đề nó sẽ được giải quyết nó nhẹ nhàng và nó rộng lớn hơn. Ví dụ, nói ví dụ như như giáo sư chắc cũng đã biết là khi mà chúng ta còn bé, khi mà đi học đó, thì trong chương trình học đường ở Việt Nam chúng ta đó là đã có chương trình phòng ngừa bệnh tật, có đúng không ạ? Và mà có một giờ gọi là đức dục, tức là học cách để mà làm sao cho thân thể khỏe mạnh. Cũng có một giờ về công dân giáo dục, thì những cái điều đó đã được chuẩn bị cũng như là đã được dạy cho con trẻ từ lớn, từ hồi bé. Thì như vậy đó, gọi là phòng ngừa tội ác là ở chỗ đó, có đúng không ạ? Và cũng như là chuẩn bị cho một người trở thành công dân tốt là ở những cái chương trình đó. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái vấn đề tội ác ở cái xã hội văn minh này, một cái xã hội mà có quá nhiều những thức ăn, thức uống, vật chất, cũng có quá nhiều nhà thờ, nhà chùa và những nơi hướng dẫn tinh thần đầy rẫy ra, cũng có quá nhiều những cơ quan gọi là thi hành luật pháp như là cảnh sát. Thế thì tại sao mà tội ác vẫn nhan nhản xảy ra? Như ví dụ như là một cái ví dụ rất là cụ thể mà tất cả chúng ta đều biết, là một người cha đã mua một cái xe van và có đầy đủ chất nổ cũng như là súng ống đến bắn vào cái trụ sở cảnh sát tại Dallas, bởi vì chị không được quyền giữ đứa con mình. Như vậy thì liệu với những cái trường hợp như vậy chúng ta phải giải quyết làm sao? Có một cái giải quyết thì nói có thể là không giải quyết được, nhưng mà có một cái phương cách nào để nói đến vấn đề đó? Quả thật như Phan Duy lúc nãy nói đó, thì khi mà đặt những vấn đề ra và kể cả trong cái đời sống hàng ngày đó, tất cả những cái thiết chế mà lập ra, lý thụ dụ như tòa án, cảnh sát để đại diện cho công quyền, rồi đến cái vấn đề giáo dục ở trong học đường, và kể cả giáo dục không chỉ là thanh thiếu niên và người lớn đó, để đi tới một cái chỗ gì để phòng ngừa. Cái phòng ngừa đó về mặt y học thì chúng ta cũng thấy rằng thì là vẫn nói rằng thì là phòng bệnh hơn chữa bệnh, bởi vì khi chữa bệnh là cái khi bệnh đã phát ra rồi đó thì nhiều khi nó trễ tràng rồi. Nếu mà chúng ta phòng bệnh thì có lẽ là cái sức khỏe của con người ta đó, nó được bảo đảm hơn. Thì cái vấn đề xã hội thật sự ra ngày nay rõ rệt là tất cả những cái vấn đề chúng ta thấy đều để đi đến một cái chỗ là tìm được ra cái mục đích của chuyện đó để làm gì. Thật sự ra những cái xung đột hàng ngày, mà kể cả những cái vấn đề mà súng ống này nọ, như một cái trường hợp mà Phan Duy vừa nói đó, một cái người cha vì bị tước quyền làm tước quyền làm cha, rồi bây giờ có súng ống để đem đến để uy hiếp cảnh sát, tức là dùng một cái thứ quyền lực này để đối phó với một quyền lực khác. Nó làm cho chúng ta có liên tưởng đến chúng ta đang sống ở Texas này này. Sắp sửa lại còn
đi thảo luận đến cái vấn đề rằng người ta có quyền công khai mang vũ khí ra ngoài đường không? Thì đấy cũng là một trong những cái ưu tư mà xét về mặt xã hội thì chúng ta có lẽ là còn phải nhiều điều để, nhiều vấn đề để mà nói đến. Nhưng mà tóm lại đó, thì tất cả những cái sự việc mà chúng ta thấy ngày nó hiện ra hàng ngày, hay nói một cách khác nữa, trên báo chí, trên truyền thông hàng ngày đó, chúng ta đều thấy rằng tất cả những cái vụ mà mới đây nhất đó, đều xảy ra giữa cái mà tôi gọi là cái quyền lực và với cái vấn đề màu da. Cái vấn đề quyền lực đó hình như đó là một cái vấn đề người ta đã khám phá ở trong thế kỷ 20 này. Tất cả mọi sự việc, mọi vấn đề đối với con người đó, mà về mặt triết lý đó, thì thật sự ra nó cũng vẫn tựu chung đặt ở trên cái gì? Đặt ở trên cái vấn đề tìm hiểu quyền lực nó như thế nào. Rồi còn cái vấn đề về màu da đó, thì quả thực sự ra cái chiến tranh của nhân loại đó, từ cổ cho đến hiện tại đó, người ta cũng là phải nhìn thấy rằng cái cuộc chiến đó nó xảy ra ở cái đối tượng là cái gì. Thì ngày nay đó, có lẽ là rất nhiều nhà tư tưởng có đồng ý để nghĩ đến một cái là cái vấn đề chiến tranh của con người đó, của nhân loại đó, ngày nay đó là cái vấn đề chiến tranh về chủng tộc. Chủng tộc đây là bao hàm kể cả về cái vấn đề phân biệt dân tộc, phân biệt màu da. Cho nên tựu chung lại là với cái đề tài mà chúng ta đang nói đến tội ác đó, bắt đầu là chúng ta đã thảo luận về vấn đề ác là gì, rồi chúng ta để ý thấy rằng cái ác nó đi liền với lại tội lỗi, với tội ác, thành ra đó là cái vấn đề mà nó thiết thân với lại nhân loại. Thì trước hết về vấn đề quyền lực thì cái từ ngữ mà triết học ngày nay người ta thường dùng đến là người ta nói đến cái quyền lực đó nó đi sát với lại cái vấn đề là bằng xương bằng thịt đó, tức là về mặt sinh học đó. Thì thành ra có thể nói đến quyền lực ngày nay đó là bàn đến quyền lực mà đặt ở trên cái bình diện về sinh học. Về vấn đề sinh học thì chúng ta để thấy rằng thì nó liên quan đến rất là nhiều thứ, chẳng hạn như về mặt con người thì về mặt thể xác, rồi về mặt tinh thần, về mặt tư tưởng, đó chính là nói đến cái con người bằng xương bằng thịt. Cái vấn đề mà về màu da dân tộc đó thì chúng ta có thể khoanh vùng lại để nói một cái rất đơn giản như thế này. Ở nước Mỹ vào năm 1865 đó, tức là sau cái cuộc chiến nội chiến của nước Mỹ, có lẽ là những thanh thiếu niên mà đã tốt nghiệp ở phổ thông hay là đã đương học ở trong trường học ngay từ tiểu học đến trung học thì cũng đều biết được cái cuộc nội chiến đó đó. Chiến tranh Nam Bắc đó. Rốt cuộc đến năm 1865 thì nó cũng vừa kết thúc, và cái vị tổng thống thứ 16 đó là cái người binh vực cái gì? Cái cuộc chiến đó xảy ra rõ rệt là cái cuộc chiến vì cái chuyện gì mà xảy ra cuộc vì chiến? Màu da. Vì màu da, nhưng chí yếu đó là vì vấn đề nô lệ. Thì chúng ta biết rằng thế là nước Mỹ là một cái nước mới mẻ. Cái người mà ta đến nước Mỹ đó, tôi có thể nói như này, kể cả những người da trắng mà cứ nhận mình là Mỹ, thực sự phải hỏi nguồn gốc ở đâu. Đâu có phải ở Mỹ Châu. Nếu mà ở Mỹ Châu thì chúng ta nhớ rằng tổ tiên của Mỹ Châu là người da đỏ. Vậy thì những cái chuyến tàu, những như gọi là Mayflower, rồi tất cả những cái như trong cái phim The Jay mà thời đó có nói đến rằng những cái thành phần người nào ở Âu Châu đi qua Mỹ. Rồi đến cái vấn đề là cần có nhân công nhân lực thì người ta đã đem người da đen đến để làm nô lệ. Vì vậy cho nên cái chế độ nô lệ đã được nhìn nhận bởi pháp luật. Cho đến năm 1865 đó, cái vị tổng thống thứ 16 của nước Mỹ đó là ông Abraham Lincoln đó, chính là cái người đã rất là thăng trong cái việc là đòi bãi bỏ chế độ nô lệ. Thì tranh đấu được cho cái quyền lợi đó thì
chúng ta thấy rằng ông cũng đã bị một cái người cuồng tín ở miền Nam của nước Mỹ ám sát chết. Nhưng mà thưa giáo sư đề cập đến rất nhiều hai chữ quyền lợi. Vâng. Quyền lợi, nếu mà nói như vậy thì có phải chăng quyền lợi nó đi đôi hoặc là rất gần gũi với tội ác hay không? Và nếu như vậy thì ta phải xét như thế nào và ta phải phân như thế nào đây khi một người có quyền lợi, tức là quyền hành đó, ở trong tay và để gọi là để mà điều hành một và giữ gìn một cái sự an ninh cho xã hội? Cái vấn đề quyền lợi tức là nó nằm ở trong cái quyền lực thì có thể nói là quyền lực đúng hơn là quyền lợi. Quyền lực đúng hơn là quyền lợi. Dạ vâng. Thì thực sự ra tất cả những cái xung đột từ trước đến nay, nhưng đó là cái xung đột đó là nó đã xảy ra từ thời khai thiên lập địa có con người là đã có xung đột rồi. Nhưng những cái mà ở trong thời đại ngày nay đó thì chúng ta để ý thấy rằng đã can qua nhiều những cái cuộc là những cái có thể nói rằng tất cả những cái thảm kịch lớn nhất của nhân loại mà chúng ta được chứng kiến ở trong thế kỷ trước, tức là thế kỷ 20 đến thế kỷ 21 này. Nó đã xảy ra, nó liên quan không những là tới quyền lực, bởi vì nếu nó không liên quan tới quyền lực đó, thì đã không có những cuộc xâm lăng. Ngày nay khi mà bàn đến vấn đề này nọ, chúng ta cũng còn nhớ đến cái vấn đề Biển Đông chẳng hạn nhé. Hiện thời thì đó là một vấn đề quyền lực. Vâng. Và cái quyền lực đó thì nó liên quan tới quyền lợi, là bởi vì cái quyền lực đó nó không chỉ là để muốn đưa một cái quốc gia, tôi lấy thí dụ Trung Cộng là bây giờ muốn đừng lâm le để tính rằng về là chiếm để cái vùng Đông Nam Á, không những thế lại còn muốn lên cái ngôi vị hàng đầu của thế giới, tức là tranh với lại Mỹ. Vâng. Rồi cái vấn đề thứ hai về cái vấn đề mà về dăm chủng tộc đó thì nó không phải chỉ liên quan tới màu da mà nó liên quan tới dân tộc. Thực trong cái thế đệ nhất thế chiến đó, đã có một cái thảm họa mà đến nay nhân loại dường như cái trí nhớ quá kém thành ra quên. Chứ thực sự ra ở trong cái thế chiến thứ nhất đó, tức là 1914-18 đó, Thổ Nhĩ Kỳ là một cái nước đã làm một cái cuộc diệt chủng rất là lớn lao, giết đến 1.500.000 người Armeni. Thưa giáo sư, có lẽ là chúng ta phải tạm ngưng cái chương trình của chúng ta trong giây lát. Tuy nhiên, Phan Dị phải nói trước, phải nói rằng là giáo sư đề cập đến rất nhiều về chữ quyền lợi, quyền lực. Quyền lực đi đưa tới quyền lợi, và từ hai cái nguồn phát xuất đó, nó phải chăng đó là nguyên nhân của tội ác? Theo Phan Dị nghĩ, không phải như vậy. Và phần thứ hai của chương trình, Phan Dị xin được hỏi giáo sư về cái nguồn gốc của cái tội ác, từ cá nhân nó đến từ đâu? Dạ vâng. Xin quý vị đừng rời màn hình, và xin quý vị giữ màn hình để theo dõi phần 2 của chương trình Phan Dị Show trong đề tài tội và ác. Sau phần quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại chương trình trong giây lát.